F-400 ưu việt nhất thế giới sao vẫn tịt trước chiến đấu cơ Israel. Theo Forbes, Nga đang thúc đẩy bán tên lửa phòng không F-300 và F-400 cho những khách hàng tiềm năng và đây là những vũ khí bán chạy nhất của Nga. Tuy nhiên, S-300-400 của Nga tại Syria chưa bán hạ được máy bay Israel. Những hệ thống phòng không của Nga được đánh giá là tiên tiến và có giá rẻ hơn so với các sản phẩm tương tự của phương Tây. Vì vậy, phía Nga rất lo ngại các tên lửa này sẽ bộc lộ những khuyết điểm và chịu tổn thất. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến khách hàng của Nga hệ thống phòng không s 400 của Nga bán cho Trung Quốc. Mặc dù khả năng tên lửa S-300 và S-400 là rất ấn tượng trên giấy tờ, những hệ thống tên lửa này được thiết kế để xây dựng một mạng lưới phòng không chống tiếp cận, chống xâm nhập A-2AD rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, những loại tên lửa này chưa hề trải qua thực chiến, mà cách duy nhất để đo lường hiệu quả chiến đấu của hệ thống vũ khí là trong chiến đấu thực tế. Hệ thống phòng không S-300 Nga bán cho Iran trong cuộc xung đột giữa Azerbaijan và Armenia tại khu vực Nagorno Karabakh đang diễn ra, hệ thống phòng không S300 của Armenia dường như là nạn nhân của một cuộc tấn công bằng AUV tàn khốc của Azerbaijan. Video từ cuộc xung đột cho thấy Azerbaijan sử dụng tên lửa hành trình do Israel sản xuất để tấn công hệ thống S300 của Armenia. Tên lửa phòng không S300 của Armenia. Nhiều đang nói là hệ thống S300 của Armenia không có sự bảo vệ của người cận vệ Panzer S1 do Nga chế tạo. Đây là nguyên tắc bố trí phòng không của bất kỳ quốc gia nào, ngay cả quân đội Mỹ khi triển khai hệ thống phòng không tầm xa Patriot thì bảo vệ cho chính hệ thống này là các hệ thống phòng không tầm thấp, SERAM. Hệ thống SERAM bảo vệ hệ thống phòng không tầm xa của Mỹ. Trong trường hợp của Armenia và Saudi Arabia có thể thấy rằng khả năng chiến đấu và khả năng sống sót của các hệ thống tên lửa phòng không phụ thuộc rất nhiều vào trình độ, khả năng của các nhà khai thác. Radar phòng không của Armenia bị tên lửa phóng từ UAV của Azerbaijan phá hủy. Nga chuyển giao tên lửa S-300 cho Syria vào cuối năm 2018. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng các hệ thống tên lửa này đã được sử dụng bởi quân nhân Nga cho đến nay. Điều đó có nghĩa là Syria không thể sử dụng các tổ hợp S-300 này để đánh chặn các cuộc không kích máy bay chiến đấu Israel. Hệ thống phòng không S-300 của Syria Phóng viên người Israel Melman chỉ ra rằng điều này có thể là do nga lo ngại rằng nếu chiếc S-300 không bắn trúng mục tiêu, điều này sẽ làm tổn hại trực tiếp danh tiếng của vũ khí nga cũng như cho thấy lợi thế công nghệ của Israel và phương Tây. Hệ thống phòng không S-400 của nga tại Syria. Theo những thông tin được tiết lộ, không quân Israel sử dụng S300 của Hy Lạp để huấn luyện, điều đó có nghĩa là nếu Syria cố gắng sử dụng S300 để tấn công máy bay Israel, nó có thể bị tiêu diệt bởi máy bay quân sự của Israel. Hệ thống phòng không S300 của Syria. Và một khi hệ thống phòng không đáng tự hào nhất của Nga bị phá hủy trong trận chiến, hoặc thậm chí lộ ra những sai sót lớn, nó có thể có tác động rất tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu vũ khí trong tương lai của Nga. Hệ thống phòng không S400 của Nga tại Syria. Trong quá khứ, vào đầu những năm 1980, Israel đã phá hủy một lượng lớn tên lửa phòng không do Liên Xô sản xuất do Syria triển khai Lebanon. Điều này có thể làm mất uy tín nghiêm trọng với vũ khí của Liên Xô. Trật địa tên lửa phòng không của Syria bị không quân Israel phá hủy. Vào thời điểm đó, Syria thiết lập một căn cứ tên lửa đất đối không rất mạnh ở thung lũng Bekaa của Lebanon. Vũ khí bao gồm các loại tên lửa do linh dâu sản xuất như SAM-2, SAM-3, SAM-6 để ngăn chặn máy bay chiến đấu của Israel. Trận địa tên lửa SAM-6 của Syria ở thung lũng Bekaa. Quân đội Israel đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công táo bạo vào tháng 6 năm 1982. Với chiến thuật tinh quái, Israel đã phá hủy thành công các hệ thống phòng không này bằng chiến thuật phòng UAV Scott làm mồi nhử. Lực lượng phòng không Syria tại đây đã không phân biệt đâu là mục tiêu thật, đâu là mục tiêu giả và đã nhanh chóng bắn hết đạn tên lửa. UAV Scott Đồng thời máy bay chiến đấu thế hệ 4 của Israel là F-15 và F-16 đã tiến hành một trận không chiến quy mô lớn với không quân Syria ở thung lũng Bekaa, bắn hạ 82 chiếc MiG-21 và MiG-23 thế hệ 3 do Liên Xô sản xuất nhưng không để mất một chiếc nào. Chiếc F-15 của Israel tại căn cứ không quân theo NOP đã bắn rơi hai máy bay Syria. Mặc dù Armenia và các quốc gia khác đã mất một số tên lửa phòng không trong cuộc xung đột, nhưng chưa quốc gia nào lập được thành tích như ở Israel như trong trận chiến ở thung lũng Bekaa và điều này cũng chưa làm ảnh hưởng quá nhiều uy tín của vũ khí Nga. Các thành phần trong tổ hợp F-300 Armenia bị UAV Azerbaijan tập kích. Nhưng để giữ được uy tín bán vũ khí trong tương lai, Nga rõ ràng không muốn phá hủy hình ảnh với các hệ thống phòng không của mình. Đồng thời, Nga sẽ nắm bắt cơ hội bất cứ lúc nào để dìm hàng vũ khí phòng không phương Tây và quảng bá các hệ thống tên lửa phòng không của mình. Hệ thống phòng không F-400 của Nga bán cho Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu như, như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.